Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, chúng ta đang phải đối mặt và trả giá cho những hành vi khiến cho trái đất nóng lên. Nếu như Việt Nam đang phải đối diện với tình trạng khô hạn diện rộng, thì ngay tại Trung Quốc bất ngờ xuất hiện tình trạng lũ lụt, thời tiết cực đoan vô cùng phức tạp. Mưa lũ nghiêm trọng vừa ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 95.000 người và buộc hơn 14.000 người phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc. Những cơn mưa xối xả trút xuống nhiều khu vực của tỉnh Hồ Nam kể từ ngày 29 tháng 7, với châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây chứng kiến lượng mưa kỷ lục. Chỉ tính riêng trong địa bàn này, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính vào khoảng 575.000 nhân dân tệ, khoảng 79,5 triệu đô. Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, nước lũ đã rút dần, mạng lưới giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc đang phải được khôi phục. Kể từ ngày 30 tháng 7, lực lượng cứu hộ tại nhiều khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quý Châu, đã di chuyển người và gia súc đến nơi an toàn, tránh lũ lụt, sạt lở đất. Khu đô thị và các thị trấn xung quanh thành phố Bảo Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận mưa không ngớt với lượng mưa gần 280mm liên tiếp trong 12 giờ. Hơn 1.000 người dân từ 12 thị trấn ở thành phố đã được di rời thành công đến các địa điểm an toàn hơn. Chính quyền địa phương huy động hơn 3.000 nhân lực giúp người dân vùng thiên tai thoát nước, nạo vét tiêu độc khử trùng. Theo truyền thông Trung Quốc, nước lớn đã trút xuống một số khu vực của tỉnh Vân Nam vào cuối tuần, khiến đường xá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô. Sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến một số người tử vong vào tuần trước. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng xảy ra sớm hơn bình thường và trên diện rộng hơn. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến kéo dài thêm 10 ngày nữa. Trong nhiều tuần, các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo về thời tiết đối lưu mạnh thường dẫn tới dông, bão. Mưa đá xảy ra vào ngày 1 tháng 8 ở tỉnh Hắc Long Giang làm vỡ cửa. Bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp, giới chức cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời khẩn trương ghi nhận đánh giá tình trạng lở đất do ảnh hưởng của mưa lũ. Tại các địa điểm tái định cư, nhiều người dân sơ tán được cung cấp thức ăn, nước uống, hỗ trợ lều bạt và chăn màn. Thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều tuần. Mưa lớn, nắng nóng và mưa đá gần đây gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, mùa màng và gây nguy hiểm cho gia súc, gia cầm khắp Trung Quốc. Kính thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 8, mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh, mưa lớn đã hoành hành trên khắp 24 quận và huyện của thành phố trong 24 giờ kể từ 8 giờ ngày 3 tháng 8. Với làng Baiyan ở quận Lanzhou, ghi nhận lượng mưa theo ngày cao nhất là 251,5mm. Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên nước thành phố cho biết quận Bebe đã chứng kiến các trận mưa liên tiếp kể từ sáng ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 3 tháng 8 với lượng mưa khoảng 219mm. Truyền thông nhà nước đưa tin, mưa lớn trong vài ngày qua ở Trung Khánh đã dẫn đến lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại nước này kể từ khi mùa mưa năm nay bắt đầu. Mùa mưa ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 9. Sáng ngày 3 tháng 8, trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh đã phát cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ lụt ở một số con sông ở quận Hanju và một con sông khác ở quận Kijang vì những con sông này dự kiến sẽ ghi nhận mực nước dâng cao. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được chia làm 4 cấp với màu đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết sáng ngày 4 tháng 8, mưa bão đã khiến cây cầu đường sắt Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần, dẫn đến các hoạt động giao thông đường sắt bị gián đoạn. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà trong khu vực mưa bão bị hư hại, trong khi công tác sơ tán người dân bằng thuyền cứu hộ đang được triển khai. Truyền thông địa phương đưa tin thêm về chiếc ô tô chở 5 người đã bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 3 tháng 8 tại huyện Khoen San, tỉnh Hà Nam, trong đó một người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố Trùng Khánh đang triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn như chỉ dẫn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở các vùng thuộc Hà Nam, Hồ Bắc,
Trung Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8. Theo đó, đã gia hạn cảnh báo màu xanh về nguy cơ mưa bão ở các vùng tại nước này. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất chết người. Chính phủ nước này đã nâng cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Ngày 5 tháng 8, The Guardian cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các lực lượng chức năng nỗ lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân và tài sản trong đợt lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này. Thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều tuần qua. Mưa lớn ở khu vực Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã dẫn tới lũ quét, khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Mưa lớn trút xuống một số khu vực của tỉnh Vân Nam vào cuối tuần cũng khiến đường sá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô, sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến một số người chết. Ngập lụt cũng khiến vùng Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam thiệt hại gần 600 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đô la Mỹ, với 95.399 người và 6.648,34 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng đang xảy ra sớm hơn và trên diện rộng hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa. Trong những tuần tới, các nhà dự báo thời tiết cũng dự báo thời tiết đối lưu mạnh có thể tiếp tục gây ra mưa lớn, dông bão tại nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang đã ban bố cảnh báo lũ lụt. Thưa quý vị, tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích có 62 người là thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn. Và khả năng 361 người mất tích đã thiệt mạng và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8, sau khi trận lũ diễn ra đã nhiều giờ đồng hồ nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này, hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào đó cho các hộ dân, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các rãnh áp thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào. Và đứng trước nỗi đau mất mát của người dân, hàng chục người đã phải bỏ mạng trong trận lũ. Trong đó có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua sẽ có người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Một sự mất mát lớn đến như vậy nhưng chỉ nhận lại được những lời nói vô trách nhiệm của Tập Cận Bình đã làm cho dân chúng hết sức phẫn nộ. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát đau thương khi tất cả mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận được những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã làm dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.